Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Bây giờ Elipha người Thê-man đáp lời mà rằng: nếu người ta thử nói với ông sẽ mất lòng chăng? Nhưng ai cầm giữ mình không nói sao được? Kìa, ông đã dạy dỗ nhiều người và làm cho tay yếu đuối ra mạnh mẽ. Các lời nói ông đã đỡ kẻ siêu to lên, và đầu gối lung lay ông đã làm cho vững bền. Nhưng bây giờ tai nạn xảy đến ông lại giận, nó lâm vào ông thì ông bị rối lòng. Ông kính sợ Đức Chúa Trời, ấy há chẳng phải nơi nương nhờ của ông? Tánh hạnh hoàn toàn của ông há chẳng phải sự trông cậy của ông sao? Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất? Đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt. Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác và gieo điều khuấy rối thì lại gặt lấy nó. Bởi hơi thở Đức Chúa Trời chúng bèn hư mất, tại hơi xịt giận Ngài, họ bị tiêu hao đi. Tiếng gầm của sư tử và giọng sư tử hét đã êm lặng, và nanh của các sư tử con bị gãy. Sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi, và các sư tử con bị tản lạc. Có một lời mật thấu đến tôi, lỗ tai tôi văng vẳng nghe tiếng ấy. Ban đêm, đang khi loài người ngủ mê, lòng tôi suy tưởng bèn thấy dị tượng. Sự kinh khủng sợ hãi xông hãm tôi, khiến xương cốt tôi run rẩy. Có một thần đi ngang qua trước mặt tôi, các lông tóc của thịt tôi bèn sững lên. Thần đứng đó, tôi nhìn không biết mặt người. Có một hình dạng ở trước mặt tôi, tôi nghe tiếng thầm thì nho nhỏ mà rằng: loài người hay chết, há công bình hơn Đức Chúa Trời ư? Loài người há được trong sạch hơn đấng tạo hóa mình sao? Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các tôi tớ Ngài. Ngài thường trách sự điên dại của thiên sứ Ngài. Phương chi những kẻ ở chòi đất sét, được cất trên nền bụi cát, bị chà nát như loài sâu mọt. Giữa khoảng sáng đến chiều, chúng bị hư nát, hằng chết luôn luôn mà chẳng có ai lưu ý đến. Dây chằng của chúng há chẳng bị dứt trong mình họ sao? Chúng thác nào được khôn ngoan chi? Chương 5. Vậy hãy kêu la, có ai đáp lời ông chăng? Ông sẽ trở lại cùng đấng nào trong các thánh? Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội, sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ. Tôi có thấy kẻ ngu muội châm rễ ra, nhưng thình lình tôi rủa xả chỗ ở của hắn. Con cái hắn không được an nhiên, bị chà nát tại cửa thành, chẳng có ai giải cứu. Người đói khát ăn mùa màng hắn, đến đổi đoạt lấy ở giữa bụi gai, và bẫy gài rình của cải hắn. Vì sự hoạn nạn chẳng phải từ bụi cát sinh ra, sự khốn khó chẳng do đất nảy lên, nhưng loài người sinh ra để bị khốn khó, như lằn lửa bay chớp lên không. Song tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời mà phó duyên cớ tôi cho Ngài. Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, làm những sự diệu kỳ không thể đếm cho đặng. Ngài ban mưa xuống mặt đất, cho nước tràn đồng ruộng, nhắc lên cao những kẻ bị hạ xuống, và cứu đỡ những người buồn thảm cho được phước hạnh. Ngài làm bại mưu kế của người quỷ quyệt, khiến tay chúng nó chẳng làm xong được việc toan định của họ. Ngài bắt kẻ khôn ngoan trong trước mắt họ, mưu kế của kẻ quỷ quái bèn bị hại. Ban ngày chúng nó gặp tối tăm, đang lúc trưa chúng rờ đi như trong đêm tối. Đức Chúa Trời cứu kẻ nghèo khỏi gươm của miệng chúng nó và khỏi tay kẻ cường bạo. Vậy kẻ nghèo khốn có sự trông cậy, còn kẻ gian ác ngậm miệng lại. Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay. Vậy chớ khinh sự sửa phạt của đấng toàn năng, vì Ngài làm cho bị thương tích rồi lại bó rịt cho. Ngài đánh hại rồi tay Ngài chữa lành cho.
trong 6 cơn hoạn nạn, Ngài sẽ giải cứu cho. Qua cơn thứ 7, tai hại cũng sẽ không đụng đến mình. Trong cơn đói kém, Ngài sẽ giải cứu cho khỏi chết, và đang lúc giặc giã, cứu khỏi lưỡi gươm. Ông sẽ được ẩn núp khỏi tai hại của lưỡi, cũng sẽ chẳng sợ chi khi tai vạ xảy đến. Ông sẽ cười thầm khi thấy sự phá hoang và sự đói kém, cũng chẳng sợ các thú vật của đất, vì ông lập giao ước với đá đồng ruộng, và các thú rừng sẽ hòa thuận với ông. Ông sẽ thấy trại mình được hòa bình, đi viếng các bầy mình sẽ chẳng thấy chi thiếu mất, cũng sẽ thấy dòng dõi mình nhiều và con cháu mình đông như cỏ trên đất. Ông sẽ được tuổi cao khi vào trong phần mộ, như một bó lúa mà người ta gặt phải thì. Này, chúng tôi có xem xét điều đó, nó vốn là vậy. Hãy nghe, hãy biết để làm ích cho mình. Chương 6. Gióp đáp lại rằng: Ôi, chớ gì nỗi buồn tôi nhắc cân cho đúng, và các tai nạn tôi để lên cân thăng bằng. Vì hiện giờ nó nặng hơn cát biển, nên tại cớ ấy các lời tôi nói đại ra, bởi vì các tên của đấng toàn năng trúng nhầm tôi. Tâm hồn tôi uống nọc độc của tên ấy, sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời dàn trận nghịch cùng tôi. Chớ thì con lừa rừng nào kêu la khi có cỏ, con bò nào rống khi có lương thảo? Vật chi lạc lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối, còn trong tròng trắng trứng gà đâu có mùi la gì. Vật gì linh hồn tôi từ chối đá đến, lại trở nên vật thực gớm ghê của tôi. Ôi, chớ gì lời sở cầu tôi được thành, và Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước. Chớ chi Đức Chúa Trời đẹp lòng cà tán tôi, buông tay Ngài ra trừ diệt tôi. Vậy tôi sẽ còn được an ủi, và trong cơn đau đớn chẳng giãn, tôi sẽ vui mừng, bởi vì không có từ chối lời phán của Đấng Thánh. Sức lực tôi nào đủ đợi cho nổi, cuối cùng tôi sẽ ra sao mà tôi lại nhẫn nhịn được? Sức tôi há là sức đá sao, thì tôi há dễ là đồng? Trong mình tôi chẳng có sự tiếp cứu, sự khôn ngoan bị cất khỏi tôi, ấy há chẳng phải như vậy sao? Kẻ gần xui té đáng được bạn bầu thương xót đến, e kẻ người bỏ sự kính sợ đấng toàn năng. Anh em tôi dối gạt tôi như dòng khe cạn nước, như lòng khe chảy khô. Nó bị đục vì có nước đá, có giá tuyết ẩn ở trong. Nhưng trong khi giật xuống, khe bèn khô cạn. Lúc nắng giỏi, nó lại biến khỏi chỗ nó. Đoàn khách đi ngang qua nó bèn tẻ tách đường, đi vào trong sa mạc rồi chết mất. Đoàn khách ở Thema tìm kiếm nước nó, các kẻ bộ hành Sê-ba nhờ cậy nó, nhưng chúng bị mắc cỡ vì nhờ cậy nơi nó. Khi đến tại khe bèn phải hổ thẹn. Hiện nay các bạn cũng không ra gì hết, các bạn thấy sự đáng kinh khiếp bèn run sợ. Tôi há có nói rằng xin cung cấp cho tôi trong tài sản của các bạn, xin hãy lấy lễ vật dâng cho tôi sao? Hoặc cầu rằng xin hãy giải cứu tôi khỏi tay kẻ cừu địch, và chuộc tôi khỏi tay kẻ hà hiếp ư? Hãy dạy dỗ tôi sẽ nín lặng. Xin chỉ cho tôi hiểu tôi đã lầm lỗi nơi nào. Lời chính trực có sức lực dường bao, còn lời trách móc của các bạn nào có trách được gì? Các bạn muốn trách móc tiếng nói sao? Song lời nói của một người ngã lòng chỉ như luồng gió. Quả thật, các bạn xông hãm kẻ mồ côi và đào hầm gài bạn hữu mình. Vậy bây giờ, nếu các bạn muốn hãy ngó tôi nào dám nói dối trước mặt các bạn đâu. Xin khá xét lại, chớ có sự bất công, phải hãy xét lại vì duyên cớ tôi là công bình. Có điều bất công nơi lưỡi tôi chăng? Ổ gà tôi há chẳng phân biệt điều ác sao? Thi Thiên thứ 9. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Ngài và ca tụng danh của Ngài. Khi kẻ thù nghịch tôi lui bước, chúng nó vấp ngã và hư mất trước mặt Chúa. Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình. Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác,
xóa sạch danh chúng nó đời đời. Kẻ thù nghịch đã đến cùng, bị hủy diệt đời đời, còn các thành Chúa đã phá đổ. Dầu kỷ niệm nó cũng đã bị hư mất rồi. Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai trị đời đời. Ngài đã dự bị ngôi mình để đoán xét. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp, một nơi náu ẩn cao trong thì gian trung. Hỡi Đức Giê-hô-va, phạm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn, hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài. Vì đấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng, chẳng hề quên tiếng kêu của họ. Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót tôi. Hỡi đấng đem tôi lên khỏi cửa sự chết, hãy xem sự gian nan tôi mắc phải tại vì kẻ ghét tôi. Hầu cho tại cửa con gái Si-ôn, tôi tỏ ra mọi sự ngợi khen Chúa và mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các dân đã luống xuống trong hố chúng nó đã đào, chân của chúng nó mắc vào lưới chúng nó đã gài kín. Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra. Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy. Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy, chứa cho người đời được thắng. Nguyện các dân bị đoán xét trước mặt Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi. Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm. Chương 11. Có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bọ cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài? Đức Chúa Giê-xu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ. Song có mấy kẻ nói rằng: Người này nhờ Bê-in-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác muốn thử Ngài thì xin Ngài một dấu lạ từ trời xuống. Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, bèn phán rằng: Nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy nếu quỷ Sa-tan tự chia rẽ nhau thì nước nó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ Bê-in-xê-bun mà trừ quỷ. Nếu ta nhờ Bê-in-xê-bun mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi vậy, chính con các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy,
và phân phát sạch của cải. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thu hiệp với ta thì tan lạc. Khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy, số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Đức Chúa Giê-xu đương phán những điều ấy. Có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng, phước cho dạ đã mang ngài và vú đã cho ngài bú. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, dòng dõi này là dòng dõi độc ác. Họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive, thì cũng một thể ấy, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì người từ nơi đầu cùng đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon, mà này, ở đây có đấng hơn vua Salomon. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng dạy và ăn năn, mà này, ở đây có đấng hơn Jonah. Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay là dưới thùng, nhưng để trên chân đèn, hầu cho kẻ vào được thấy sáng. Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sỏi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng. Song nếu mắt ngươi xấu thì thân thể ngươi phải tối tăm. Ấy vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy. Đức Chúa Giê-xu đường phán, có một người Pha-ri-si mời ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bàn. Người Pha-ri-si thấy ngài không rửa trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Nhưng Chúa phán rằng, hỡi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ. Hỡi kẻ dạ dột, đấng đã làm nên bề ngoài, há không làm nên bề trong nữa sao? Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau. Còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết. Một thầy dạy luật bèn cất tiếng nói rằng, thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mồ mả các đấng tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy, các ngươi làm chứng và ưng thuận việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri, còn các ngươi lại xây mồ cho. Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó. Chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi này mà đòi, là từ huyết Abel cho đến huyết Sachari, đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết ấy. Khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết. Chính mình không vào, mà người khác muốn vào lại ngăn cấm không cho. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đó rồi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn ra sức ép ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khiêu chọc ngài và lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng ngài nói ra.
Chương 12. Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau. Đức Chúa Giêsu mới trước hết phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ về men của người Pha-ri-si là sự giả hình. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên, mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối sẽ nghe ra nơi sáng, mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín sẽ giảng ra trên mái nhà. Ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta, đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai. Phải sợ đấng khi đã giết rồi có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ý là đấng các ngươi phải sợ. Người ta há chẳng bán 5 con chim sẻ giá 2 đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ thì con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ai nói nghịch cùng con người thì sẽ được tha, song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh thì không được tha đâu. Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội trước mặt quan án và quan cai trị thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình hoặc nói lời gì, bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói. Bây giờ một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Này, việc ta sẽ làm. Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc. Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc. Hãy xem con quả, nó không gieo, không gặt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó. Huống chi các ngươi quý hơn chim chóc là dường nào? Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác? Hãy xem hoa huệ mọc lên thế nào, nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi. Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng, vì mọi sự đó các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báu các ngươi ở đâu thì lòng cũng ở đó. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên,
hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh 2, canh 3 chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Phi-e-rơ bèn thưa ngài rằng: Lạy Chúa, thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi hay là cũng cho mọi người? Chúa đáp rằng: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng: Chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Ta đã đến quăng lửa xuống đất, nếu cháy lên rồi ta còn ước ao chi nữa? Có một phép bắp têm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. Vì từ nay về sau, nếu 5 người ở chung một nhà thì sẽ phân ly nhau, 3 người nghịch cùng 2, 2 người nghịch cùng 3. Cha nghịch cùng con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia. Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng: Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương Tây, liền nói rằng sẽ có mưa, thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng sẽ nóng nực, thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả hình, các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời này? Lại sao các ngươi cũng không tự mình xét đoán điều gì là công bình? Vậy, khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ, e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án, quan án giao cho thầy đội rồi bỏ tù ngươi chăng? Ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.